tra các bạn. Đây là một máy xúc rất là mạnh mẽ, một máy xúc tuyệt vời. À, một cái máy ủi thật tuyệt vời. Máy này có thể ủi đấy nha. Đây các bạn xem máy ủi nè. Ủi đất nè, ủi xe ô tô nè. Và tất nhiên nó có thể xúc được nè. Xúc nè. Sao xúc có thể đổ lật ra nè. Xúc nè. Đổ nè. Các bạn xem nè. Đây là cái bàn ủi của nó nè. Bàn ủi có những cái răng nè. 6 răng. Cái răng này để làm gì nhỉ? À, để cắm vào đất này. Để làm vỡ đá ra này. Đó. À, và cái ủi này sẽ ủi đất đi này. Đây là bánh của nó nè. Ủi bánh nè. Động cơ bên trong là xe chạy sẽ đẩy xe đi. Bên trong có một em bé này. Em bé là lái xe. Mà đã biết lái xe rồi nha. Mẹ đội cái mũ đấy.